chung là mình quay clip khui thùng luôn, và khi anh xem clip này thì thấy được là biết được là sản phẩm hoàn toàn là mới mọi người ha. Đó, mình quay mình khui thùng xong rồi mình setup này kia xong rồi đóng lại và gửi ra Phú Quốc cho anh thôi. Chào tất cả mọi người, thì một lần nữa chào mừng mọi người chúng ta quay trở lại với channel. Và trước mặt mọi người đây là một cái combo mà mình đang chuẩn bị setup để gửi ra Phú Quốc cho khách hàng. Thì đây cũng là một khách hàng cũ, hồi trước cũng đã có mua bên mình một combo L1 Pro 16. Và nay thì anh muốn là lắp thêm một bộ này nữa để lắp cho nhà mẹ anh. Đó. Thế nên là hôm nay thì mình setup rồi gửi ra cho anh, rồi hướng dẫn anh sử dụng thôi. Thì mình sẽ giới thiệu tổng quan sơ qua combo này một chút. Thì loa thì anh lấy cho anh một cặp loa Edisetta Maui 5. Và vang số thì mình sử dụng cho anh một chiếc vang số JBL VX8, rồi micro thì mình sử dụng micro 6X5.9 Euro. Thì những cái dòng sản phẩm này thì bên mình bán cũng khá là lâu rồi, và cũng có lắp quản lý nguồn cho anh luôn để cho anh tiện sử dụng. Thì đối với dòng LD Septum này thì gần đây thì Tiên Vũ cũng review khá là nhiều rồi, và cũng đã có test chất âm này kia, thì anh cũng xem YouTube này kia nên anh cũng khách hàng cũ, anh cũng tin tưởng, cho nên là mình đã tư vấn cho anh combo này. Thì, vừa là mang tính chất trang trí vì nó là dòng loa cồn, chất âm của nó cũng khá là hay và giá thành của nó cũng rất là mềm, và đôi khi muốn đi đâu thì có thể rút một chiếc ra rồi mang đi chơi này kia cũng rất là linh động. Thì tổng combo này đâu đó là 59.500. Thì bây giờ thì mình sẽ không để mọi người chờ lâu nữa, thì bây giờ thì mình sẽ khui thùng rồi setup, rồi một lát là mời mọi người chúng ta cùng trải nghiệm và nghe thử khi combo này được phối ghép với những dòng sản phẩm như thế này thì on thanh sẽ cho ra như thế nào mọi người ha. Nói chung là mình quay clip khui thùng luôn, và khi anh xem clip này thì thấy được là biết được là sản phẩm hoàn toàn là mới mọi người ha. Đó, mình quay mình khui thùng xong rồi mình setup này kia xong rồi đóng lại và gửi ra Phú Quốc cho anh thôi. Đối với dòng này thì được nhà hàng thiết kế 3 khúc như vậy, thì tùy vào cái nhu cầu sử dụng của chúng ta. Nếu chúng ta ngồi ngồi xa hoặc và ngồi cao thì chúng ta có thể để 3 khúc như vậy. Còn khi mà chúng ta ngồi khoảng cách gần ngắn và ngồi thấp thì chúng ta có thể để 2 khúc, hoặc chúng ta bỏ khúc giữa này ra mọi người ha. Ngồi thứ hai luôn. Luôn tiện thì mình cũng khui để mình test xem là nó có ok hay không, thì hơi đi xa mọi người nên mình phải khui để mình test. Ok, thì vừa rồi thì mình đã setup xong rồi. Thì như lúc này mình đã có nói mọi người, trường hợp chúng ta ngồi cao và xa một chút thì chúng ta có thể
định lên 3 khúc. Còn tại vì là vừa rồi thì mình setup mình đang ngồi rất là thấp và vị trí từ loa tới với mình ngồi đâu đó chỉ có 2 mét gì đó thôi, chưa tới. Cho nên bắt buộc mình phải bỏ thấp loa xuống thì mình mới nghe được đúng cái dải âm, thì khi đó mình mới setup chuẩn được. Còn nếu mình bỏ quá cao và mình ngồi thấp thấp như vậy thì mình tai mình nghe không có đầy đủ các cái dải âm, cho nên là mình phải bỏ thấp chút để mình setup. Thì bây giờ thì mình sẽ mời mọi người chúng ta nghe một vài đoạn nhạc hoặc mình sẽ ca thử để mọi người chúng ta nghe thử chất âm trên dòng LD này mọi người ha. Thì vừa rồi thì mình mới alo với tiếng thôi, mình thấy cái âm rất là hay đó mọi người. Đó, thì bây giờ mình sẽ ca thử một đoạn xem là nó sẽ như thế nào mọi người ha. Mãi trong mưa có lạnh không em. Tiếng ai ca cùng oán cùng sầu. Mà sao ai khoe đông đưa hứa tròn cơm anh cũng mang một khúc u sầu mà sao anh chất kín hoang mây đỏ thuyền hoa trời làng gió sẽ cánh chim khuyên hồi nhịp bước môi bước chân truyền người gọi mãi người biệt tới ta lòng ngủ yên người hờ hững đến mấy chẳng về với anh nữa không được hà lão thương xin đừng cách biệt âm mọi người. Thì vừa rồi thì mình cũng đã có hát và test thử một đoạn nhạc non-stop để cho mọi người chúng ta nghe cái độ áp lực khi phối hai chiếc và cũng như là độ chắc, gọn và mềm của cái dòng loa này thì mình nghe nó khá đạt cho mọi người. Thì mình rất mong mọi người chúng ta có thời gian chúng ta có thể ghé showroom bên mình để chúng ta trải nghiệm thực tế khi một bộ của combo như thế này được phối ghép như vậy thì cái âm thanh nó sẽ cho ra như thế nào mọi người ha. Và mình sẽ bình luận qua về cái chất âm của tiếng ca một chút. Thực chất là mình không thể ngờ được rằng là nó lại hay như vậy. Cái giọng ca nó cho ra rất là ấm và rất là truyền cảm. Khi chúng ta hát lên những cái quãng cao nó không có bị xé như một số cái dòng loa cột khác đâu mọi người. Khi mình hát lên cao như lúc này, cái bài mình có hát, bài đó cũng khá là cao. Đó, thì khi mình hát lên mình cảm thấy cái âm nó rất là mượt. Nó không có bị ché, bị chói làm cho chúng ta bị gắt cái vocal của chúng ta khi hát đâu mọi người ha. Thì mình cũng tổng quát qua đôi chút như vậy. Thì thực tế hơn thì mọi người chúng ta có thể ghé showroom mình để chúng ta trải nghiệm một cách thực tế rồi chúng ta tiếp tục đánh giá tiếp mọi người ha. Thì bây giờ thì mình sẽ gắn tem rồi đóng gói rồi gửi ra Phú Quốc cho khách hàng thôi. Nhưng setup xong xuôi cả rồi thì clip này thì mình cũng sẽ gửi cho khách hàng để khách hàng thấy được rằng là mình hoàn toàn khui hàng mới và setup xong xuôi rồi đóng thùng lại rồi gửi. Chào mọi người ha.